lên. Mấy cô thấy cô dài nè đẹp mà. Đẹp mà lại nãy không cho quay á. Làm ảnh bè luôn. Đây người ta gọi là làng hoa Sa Đéc 2, làng hoa ở Phú Tân. Giờ mình chạy một vòng ở cái khu làng hoa này coi nó có nhộn nhịp không cho bà con coi. Ở bên kia có trồng hoa kìa. Ở bên kia trồng rất là nhiều luôn á. Bên đây đường nguyên một cánh đồng luôn. Chứ nó trồng gì ta? Gãy hả? Ớt hả? Nè bên đây nè, bên đây nguyên một cánh đồng luôn nè. Ôi. Đúng là làng hoa thiệt rồi. Kìa bên kia kìa, nguyên cánh đồng hoa luôn kìa. Giờ này hoàng hôn này quá đẹp. Đó là cúc. Ôi quá nhiều hoa rồi. Có hoa hướng dương luôn nha bà con. Ở đây nhộn nhịp quá. Phía trong đó là mấy bạn tin đang chụp hình đó. Rất là đông. Mình chạy vòng vòng đây còn chỗ nào nữa không cô? Hay là tí tập trung chỗ này không? Bên đó với sông nữa. Với phà Hương Giang ha. Dạ, phà nãy con xuống rồi. Thì có nhiêu đây hả? Vậy là có cái khúc này thôi ha. Vậy còn chạy lên trên còn nữa không? Tụt trên xa dữ lắm. Xa lắm mới có nữa ha. Mà trên bãi lớn không? Bãi nhỏ hơn này sao? Nhỏ hơn ha, vậy là ở đây là lớn nhất, nhiều nhất. Tập trung là lớn hết trơn luôn. Dạ. Ở trên trển có miếng mà Đài Loan chứ không có phải pha lê này. Đây có hoa hướng dương đó bà con ơi, để mình vào đó mình quay. Khá đẹp rồi. Ô oh, hello mấy đứa nha, chụp hình tự nhiên đi. quay clip. Nắng quá hay sao ta, nắng quá hay sao mấy cái bông này nó hơi cú gũ. Không có nắng hả? À vậy là thiếu nắng là nó không có trồi lên ha, hướng dương. Có nắng hướng dương nó mới xè ra. Giờ này chiều hoàng hôn rồi. Bên kia còn cái cánh đồng hoa nữa, quá rộng rồi bà con ơi. Hàng gì dân ở đây ta gọi là Sa Đéc 2.
làm kéo tự nhiên đi. Chị chụp hình tự nhiên đi, tính qua chị coi chị đẹp, quay vô mày núp mất tiêu rồi. Hôm quay chơi chơi. Dạ. Dương hoa hướng dương ở Phú Tân ngày này hơi bị quéo rồi, thiếu nắng. Bên trái hồi nãy là cái vườn hướng dương, còn bên phải đây là vườn cúc nữa, rất là nhiều. Lội dài dài mình thêm vô ăn đây nè, cúc rất là nhiều. Bên kia đường cũng có một đám có người. Tuốt trong đó không? Nhiều quá nhiều luôn. Ở bà con ta kêu là xe đất 2 à. Chiều mấy đứa học sinh nó ra nó chụp hình quá đông. Lên chụp cán tổng nha. Nhìn đây nè, nhìn đây nè, cho chụp tán tổng nè, nhìn đây nè. Rồi, cảm ơn nhiều. Ba con muốn chơi nữa. Dạ yeah, rồi. Rồi làm kéo lên. Làm ảnh bè luôn. Làm ảnh bè luôn đi chơi. Bay nè chú, bay nè. Hả? Bay nè. Bay là gì? Chú cù bắp lắm chú có biết mấy cái đó. Chàng nọ chú. Ai ai. Hoa đẹp. Người đẹp nhóc. Xong cho anh xin tấm hình luôn nha. Ừ.
tươi tươi lên. Để mượn em gái xinh đẹp này một tấm hình đó, làm kiểu đó. Rồi, chơi nha. Rồi nhìn lên nè, cười lên. Rồi lên clip luôn, cảm ơn nhiều nha em gái. Người đẹp mà không cho quay gì trơn trời. Đúng rồi, mấy cô dài nè, đẹp mà đẹp mà lại nãy không cho quay á. Dạ chụp giùm mấy cô. Dạ dạ rồi, ok. À đứng trên đây hả? À rồi ok. Cái cây khó chỉnh luôn rồi.